cho con hỏi màu áo, sao màu áo của các sư Nam Tông lại có nhiều màu khác nhau như vậy, màu vàng, màu cam, vân vân. Vốn dĩ vào thời Đức Phật Chư Tăng, cái y của Chư Tăng cái màu của nó không có cố định. Bởi vì sao? Bởi vì tùy thuộc vào cái, thứ nhất là tùy thuộc vào cái loại gỗ, hoặc là cái loại mà rễ cây ấy, mà Chư Tăng dùng để làm cái thuốc nhuộm, thì cái màu nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau. Nhưng mà nói chung cái màu nó sẽ tương đối là cái màu nó màu mà thiên hạ không có ưa. Ví dụ như là Chư Tăng nhuộm gì thì nhuộm, chứ không có nhuộm màu xanh, hoặc là không có nhuộm cái màu mà đỏ chói như là máu, thì không có đấy. Rồi tùy thuộc vào, thí dụ như là vị nào có thuốc nhuộm thì nhuộm theo cái màu của thuốc nhuộm. Chính bởi vì như vậy đó cho nên vốn dĩ là cái màu sắc đó, nó không có cố định. Ví dụ như bây giờ, thí dụ như vị nào mà nhuộm, hôm rồi sư có đọc một cái đoạn của một cái vị thầy bên Bắc Tông, sư thấy cái cách nhuộm nó cũng thú vị. Đó là vị này, một á là vị này lấy cái gọi là cái vỏ mà tôi không nhớ cái vỏ gì đó, nó cũng là trái cây á, vị này nhuộm. Cái thứ hai đó là vị này chôn lấy cái vải trắng á, giặt sạch rồi chôn xuống dưới bùn á, rồi từ đó là nó có cái màu mà nó màu nó ngà ngà, nó nâu nâu của cái bùn á, rồi vị vị này mặc đấy. Thì nó là như vậy, do cái tính chất nhuộm á, cái chất liệu nó không có giống nhau, cho nên là cái màu y nó cũng không có giống nhau. Sau này thì không có nhuộm theo cái kiểu cổ truyền như vậy nữa, mà y áo nó có sẵn, nhưng mà cũng cái kiểu là cái chỗ theo mỗi truyền thống đó, thì có nơi thì họ nhuộm cái màu y thì nó vàng, nó hơi nhạt một tí, hoặc là cái màu nó hơi sẫm một tí. Rồi có nơi thì theo truyền thống Miến thì nhuộm cái màu nó hơi ngã về màu đỏ, rồi theo truyền thống Campuchia thì nó hơi ngã về màu cam. Thì nó là như vậy đó, chứ nó không có cái sự khác nhau gì về cái ý nghĩa thì nó không có.